bố Hoa hậu Ý Nhi, mong bà con cả nước cho con tôi cơ hội sửa sai. Ông Nguyên, bố Hoa hậu Ý Nhi, khóc, thỉnh cầu khán giả cả nước cho con gái ông cơ hội sửa sai sau loạt phát ngôn gây tranh cãi. Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao tối ngày 4 tháng 8, ông Huỳnh Tấn Nguyên, 51 tuổi, bố Ý Nhi, nhiều lần khóc khi nhắc đến con gái. Ông cho biết mình và vợ ly hôn được 2 năm, một mình sống cảnh gà trống, nuôi ba con gái ăn học. Trong nhà, Ý Nhi là chị gái lớn, có một em gái 18 tuổi đang học đại học năm nhất ngành kinh tế tại Hà Nội và em gái út 10 tuổi hiện sống ở quê cùng bố. Theo ông Nguyên, Ý Nhi ở nhà ngoan, hiền nên khi con gái liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn. Hình ảnh sau đăng quang, ông không biết nói thế nào. Nhi sinh ra, lớn lên ở quê, ít tiếp xúc truyền thông nên lời ăn tiếng nói chưa trọn vẹn. Ở nhà, con ngoan, hiền. Lên thành phố Hồ Chí Minh học, Nhi ở cùng cô ruột. Ngoài giờ học, Nhi đi làm thêm, hay để dành tiền mua đồ cho em. Có lẽ Nhi còn dại, chưa biết gì ngoài đời nên mới trả lời phỏng vấn như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng, mong bà con cả nước hãy cho Nhi cơ hội sửa sai. Tôi xin được cảm ơn và cúi đầu nhận lỗi, ông Nguyên nói. Ông Nguyên cho biết chỉ kịp gặp, chụp hình cùng Ý Nhi sau chung kết Miss World Việt Nam hôm 22 tháng 7, đến nay vẫn chưa gặp lại con gái. Những ngày qua, vì lo lắng cho con, ông không ăn được nên cầm hơi bằng mấy bịch sữa, thường xuyên thức đến 2, 3 giờ sáng. Ông được bà con hàng xóm tới động viên cố gắng vượt qua giai đoạn này. Lúc con đăng quang tôi mừng mà giờ như vậy tôi buồn lắm. Xem video hậu trường con khóc, nhiều đêm tôi chảy nước mắt. Nhi biết tôi buồn nên nhắn tin động viên bố và các em giữ gìn sức khỏe, ông tâm sự. Trước đó, ông Nguyên nói mình xúc động, tự hào khi con gái giành danh hiệu Hoa hậu. Theo ông Nguyên, con gái lớn năng nổ, chăm học từ nhỏ nên luôn là tấm gương cho các em noi theo. Trong mắt ông, Nhi cá tính, quyết liệt, luôn nỗ lực hết mình và làm gì cũng phấn đấu cao độ. Ông Nguyên phủ nhận con gái sinh ra trong gia đình châm anh thế việt. Nhi không phải tiểu thư ngậm thì vàng. Con tôi có cuộc sống bình thường như bao cô gái trẻ khác. Bản thân tôi cũng chỉ làm xây dựng ở quê, ông nói. Bố Hoa hậu cho biết 2 năm gần đây, Ý Nhi mới bộc lộ mong muốn thi Hoa hậu. Từ khi lên Sài Gòn học và trải nghiệm công việc người mẫu ảnh, Nhi có thêm thu nhập, được nhiều người biết đến. Sau đó, cô giành thêm danh hiệu Á cô duyên dáng sinh viên Bình Định. Khi con thi Miss World Việt Nam, theo ông Nguyên, gia đình chỉ ủng hộ tinh thần vì cô nói hầu hết chi phí được ban tổ chức hỗ trợ. Ông tin với bản lĩnh, sự mạnh mẽ, con gái sẽ tuân thủ tốt lịch trình sau đăng quang, tiếp bước các hoa hậu đàn chị cống hiến cho xã hội. Huỳnh Trần Ý Như, 18 tuổi, em gái Ý Nhi, tiết lộ nhiều lần hoa hậu từng làm cô buồn vì những câu nói gây hiểu nhầm. Cô biết chị gái không giỏi diễn đạt nên luôn kết thúc câu chuyện bằng lời xin lỗi ấp úng. Do đó, cô mong khán giả có cái nhìn khách quan, chấp nhận lời xin lỗi từ chị gái. Cô cho rằng sự việc lần này là bài học để chị gái nhìn nhận mọi việc, rút kinh nghiệm những điều còn thiếu sót. Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023 hôm 22 tháng 7. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp cao 1,75m, số đo 3 vòng 79, 59, 89cm. Chiến thắng của Ý Nhi ban đầu làm hài lòng số đông khán giả bởi cô được nhận xét có ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn ổn định, học vấn tốt. Cô cũng được ủng hộ vì là hoa hậu hiếm hoi dám công khai bạn trai sau khi đăng quang. Tuy nhiên, trong 2 tuần đương nhiệm, Ý Nhi liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến phát ngôn, hình ảnh. Cô bị anti fan lập nhóm công kích, có hơn 552.000 tài khoản theo dõi chỉ sau 1 tuần hoạt động. Họ yêu cầu ban tổ chức Miss World Việt Nam tước vương miện cùng suất dự thi quốc tế của người đẹp. Trước sự việc, cả Ý Nhi và công ty quản lý đều gửi lời xin lỗi, mong khán giả cho cô cơ hội sửa sai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.